Giật mình khi thấy khuôn mặt ông nội thơm má thai nhi trong ảnh siêu âm. Jade Holby, 21 tuổi, cho biết cô đã nhìn thấy hình ảnh của ông nội đã mất đang hôn thai nhi trong bụng mình qua máy quét siêu âm. Một thai phụ đã rất choáng váng sau khi nhìn thấy khuôn mặt người ông nội quá cố đang hôn khuôn mặt bé gái trong bụng mình từ một bức ảnh siêu âm. Jade Holby, 21 tuổi, đã đi đến Hasley Street để siêu âm 4D nhằm xem rõ khuôn mặt con gái mình ra sao. Tuy nhiên, khi về đến nhà và nhìn vào những bức ảnh, người mẹ này đã giật mình vì một khuôn mặt lạ rất giống ông ngoại quá cố Jack Holmby, người đã qua đời năm 2007, ở phía khóc của bức ảnh. Jess, sống tại Dagenham, phía đông London, cho biết, bức ảnh này thực sự rất ma quái, nó rất giống người ông nội quá cố, thậm chí còn rõ nét hơn so với con gái tôi. Đôi môi được tạo nên từ những nếp gấp, như dường như đang hôn và má thai nhi đôi mắt, mũi và khuôn miệng đều rất rõ ràng. Bà mẹ này cho biết thêm, chúng tôi đã không thể tin nổi này, dường như ông đang chúc lành cho con gái trong bụng tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm thấy sự an ủi khi nhớ về những kỷ niệm đẹp của ông khi còn sống. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.